Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 15 năm, Cù Lao Chàm Hội An được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là sự kiện quan trọng đối với thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng xem các nội dung sau đây. Hiện nay, thành phố Hội An đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho sự kiện chào mừng kỷ niệm 15 năm Cù Lao Chàm Hội An được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới 26 tháng 5, 2009, 26 tháng 5, 2024. Các hoạt động diễn ra tại xã đảo Tân Hiệp, cao điểm là từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2024 với chủ đề Xanh mãi Cù Lao Chàm. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động thiết thực và lễ kỷ niệm 15 năm Cù Lao Chàm Hội An được UNESCO công nhận danh hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới. Riêng chương trình lễ kỷ niệm được thực hiện trên ý tưởng chương trình nghệ thuật thực cảnh sẽ diễn ra vào tối 23 tháng 5. Với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sẽ đem lại cảm xúc đặc biệt cho người xem về một Cù Lao Chàm đảo xanh huyền thoại và những nỗ lực của chính quyền cùng người dân doanh nghiệp trong việc xây dựng và bảo vệ, gìn giữ, phát huy khu sinh quyển. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái trong khu sinh quyển, từ năm 2012 đến nay, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm Hội An đã có nhiều biện pháp để phục hồi, mở rộng độ bao phủ của các rạn san hô biển Cù Lao Chàm. San hô là loài sinh vật biển, đóng vai trò như ngôi nhà trú ẩn và cũng là nơi sinh sản của vô số các loài thủy sản. Tuy nhiên, trước khi có khu bảo tồn biển, du lịch chưa phát triển, sinh kế chính của người dân xã đảo Tân Hiệp là khai thác thủy sản ven đảo. Vì thế, rạn san hô tại Cù Lao Chàm lúc đó bị tác động rất nhiều bởi việc dẫm đạp và khai thác, cùng với tác động của thiên tai khiến san hô ngày càng suy giảm cả về diện tích và vẻ đẹp của nó. Tuy nhiên, từ khi Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển được thành lập vào năm 2006 đến nay, đã thay đổi nhận thức của người dân Cù Lao Chàm về việc bảo vệ môi trường, tính đa dạng sinh học, đặc biệt là gìn giữ các rạn san hô vô cùng quý giá của đảo. Thông qua quy chế quản lý của Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm, hoạt động phục hồi bảo vệ rạn san hô được đẩy mạnh. Cái diện tích của san hô tại Cù Lao Chàm thì phát triển khá là tốt. Cụ thể là từ số liệu năm 2008 thì là 311 ha, đến bây giờ là tăng lên 356 ha. Ngoài ra thì cái độ phủ san hô của các vùng rạn ở Cù Lao Chàm thì cũng có dấu hiệu tăng, mặc dù nó tăng không nhiều nhưng mà đấy có sự tăng đó là một tín hiệu rất là tốt, rất là đáng mừng đối với những người làm công tác bảo tồn biển và cộng đồng, người ta cũng thấy được cái việc này. Ngoài cái việc sản lượng này thì đối với khu bảo tồn biển thì có những cái xây dựng cái quy chế được Ủy ban tỉnh ban hành năm 2020, thì đây là những cái cơ sở pháp lý rất là tốt để chúng tôi vừa bảo tồn cái rạn san hô mà cũng vừa tạo cái hiệu ứng lan tỏa bảo vệ luôn cái nguồn lợi thủy sản tại Cù Lao Chàm. Từ năm 2011 đến nay, định kỳ mỗi năm một lần, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm thực hiện chương trình giám sát hệ sinh thái rạn san hô. Chương trình được thực hiện trên cơ sở kế thừa mạng lưới giám sát từ những năm trước do Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện. Thời gian giám sát được cố định từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 5 hàng năm. Nếu như mà không có bảo tồn thì nói chung là nghề biển họ đánh lưới là họ thả lưới vào đó là họ kéo là nốt san hô ấy thôi. Bởi vì từ cái chỗ đó mà san hô nó trở thành nó đẹp hơn và nó có thể là nó cùng cao hơn nữa. Nó đẹp nhưng mà nó cùng cái tuổi thọ nó vừa mà nó cái cài nó như bông hoa đó. Nói chung là san hô rất là đẹp. Bởi vì cũng nhờ là bảo tồn biển cho nên cái rọn san hô chỗ nào nó cũng thấy cũng đẹp hết. Chứ không phải là chỗ nào mà vùng chỗ mà có vùng mà mấy thường thường là mấy cái vùng mà vùng nghiêm ngặt á. Có vùng mà bảo tồn nghiêm ngặt á là mấy là từ cho điểm đó là nói chung là san hô là đẹp. Cho đến nay, cộng đồng cư dân Cù Lao Chàm đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của rạn san hô, vừa bảo vệ hệ sinh thái nói chung và tạo môi trường cho các loài hải sản trú ẩn và sinh sản, góp phần tạo nguồn lợi hải sản trong khu sinh quyển. Công tác phục hồi san hô chúng tôi luôn luôn dựa vào cái tri thức của cộng đồng ở bản địa trong tất cả các hoạt động, thì vì họ là những người mà có thể là họ ăn ở, họ sống và họ dính liền sinh kế của họ tại các rạn san hô, thì họ phải biết rất là rõ chỗ nào có san hô, loại san hô cành hay san hô bàn, chỗ nào san hô đang bị suy thoái, chỗ nào san hô phát triển tốt, thì chúng tôi có những cái lựa chọn.
Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thể chuyển giao cái công nghệ phục hồi san hô cho một cái đơn vị doanh nghiệp để làm du lịch, và họ thực hiện rất là bài bản, họ thực hiện cái vừa phát triển du lịch của họ mà vừa xây dựng các cái vườn ươm để họ bảo vệ các cái nguồn lợi san hô. Sau gần 15 năm nhìn lại, những thành quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn rạn san hô đã tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách thập phương, góp phần đáng kể trong việc nâng cao đời sống kinh tế của người dân, tạo cho họ niềm tin, sự tự hào và động lực để nỗ lực hơn nữa trong việc gìn giữ, phát huy giá trị của các rạn san hô trong hệ sinh thái của khu sinh quyển Cù Lao Chàm, Hội An nói chung. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý sau. Tại hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2024, 12 đội đến từ 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Thanh Hà đã trải qua hai phần thi gồm thuyết trình và thi trắc nghiệm. Các chi bộ đã chuẩn bị đề cương phong phú về nội dung và sáng tạo về hình thức, liên hệ thực tiễn phù hợp với chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ở phần trắc nghiệm, các đội thi đã trả lời các câu hỏi xoay quanh nghị quyết 31 của tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái văn hóa du lịch đến năm 2030. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, cùng với các giải đề cương xuất sắc nhất và báo cáo viên xuất sắc, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho chi bộ Bù Chát và An Bang, giải nhì chi bộ Mẫu Giáo và Nam Diêu, giải ba thuộc về chi bộ Y tế và Trạng Sỏi, cùng 6 giải khuyến khích. Từ nay đến ngày 2 tháng 9, phường Cẩm Châu tổ chức nhiều hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập phường 2014-2024. Cùng với việc hộp tổ dân cư và trang trí trực quan tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn phường, các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước và của địa phương, phường Cẩm Châu triển khai đến các khối phố tập luyện và tham gia đầy đủ các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, quốc phòng, an ninh và hội trại toàn dân. Cẩm Châu 20 năm thành lập và phát triển sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 8 năm 2024. Ngoài ra, các khối phố còn vận động nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chính, khu vực nhà văn hóa, xung quanh khu vực nhà ở, đảm bảo đường thông hè thoáng, sạch đẹp, an toàn. Tiếp tục trồng cây xanh trên các tuyến đường, nâng cao chất lượng các tuyến đường hoa và ngôi nhà vườn đẹp. Đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng thêm các tuyến đường văn minh tại khối phố, tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, hưởng ứng tích cực phong trào nhà tôi có bình chữa cháy. Phấn đấu 100% hộ gia đình trên toàn phường đều có bình chữa cháy. Đẩy mạnh công tác xây dựng địa bàn tổ dân cư trong sạch vững mạnh, không có tệ nạn xã hội và không có trường hợp bị xử lý vi phạm pháp luật. Đảng ủy phường Cẩm Châu vừa tổ chức tọa đàm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới và thực hiện nhân sự trưởng đoàn thể là đảng viên. Thời gian qua, đảng bộ phường đã tập trung công tác xây dựng và phát triển đảng. Đến nay, đảng bộ phường có 485 đảng viên và cơ cấu được 16 trên 24 trưởng đoàn thể là đảng viên, đạt tỷ lệ 66,7%. Tuy nhiên, thực tế một số chi bộ còn gặp khó trong việc tạo nguồn phát triển đảng. Người trong độ tuổi lao động đủ điều kiện vào đảng đang làm việc ở các cơ sở kinh doanh, chưa có thời gian học tập, cống hiến tại địa phương. Tại hội nghị, các ban đảng của tỉnh ủy Hội An cũng đã có nhiều ý kiến chỉ đạo, định hướng để đảng bộ phường Cẩm Châu thực hiện tốt hơn công tác phát triển đảng và cơ cấu nhân sự trưởng đoàn thể là đảng viên trong thời gian đến. Khảo sát các đối tượng của mình, tôi đang nói là mặt trận. Chi cục thuế Hội An vừa phổ biến chính sách quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho lãnh đạo và cán bộ ủy nhiệm thu ở các xã phường. Tại đây, chi cục thuế đã phổ biến hỗ trợ về chính sách thuế và kê khai tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hướng dẫn cách sử dụng biên lai thuế, thanh toán tiền thuế và báo cáo bản kê thanh toán biên lai sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định, nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tránh sai lệch thông tin. Được biết, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có phạm vi ảnh hưởng rộng, đối tượng chịu thuế rất lớn. Đến nay, sau 12 năm thực hiện luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, số thu có sự gia tăng cao đã góp phần thúc đẩy việc sử dụng đất hiệu quả hơn. Vừa qua, nghệ sĩ violin nổi tiếng người Hungary Mestro Vimos Alat đã có đêm diễn tại cổng chùa Bà Mụ, thành phố Hội An, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Hội An và thành phố Szentendre, Hungary 2014-2024. Tại đêm diễn, nghệ sĩ Mestro Vimos Alat mang đến cho khán giả các tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng cùng những màn giao lưu kết hợp với các em học sinh trường Hy vọng tại Đà Nẵng và các nghệ sĩ tại Hội An. Ông bày tỏ sự yêu thích những ấn tượng đặc biệt dành cho Hội An, đồng thời ông cảm thấy rất vinh dự vì được mang âm nhạc của mình làm cầu nối trong dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố Szentendre, Hungary và thành phố Hội An. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp người cao tuổi tại Hội An đã xây dựng tổ chức hội người cao tuổi vững mạnh, thực hiện hiệu quả phong trào tuổi cao gương sáng, phát huy tốt vai trò của người cao tuổi.
Bên cạnh việc chăm sóc chu đáo đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi, thời gian qua, người cao tuổi ở Hội An luôn phát huy và thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài. Hiện nay, toàn thành phố có 1.145 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể từ xã phường đến tổ dân cư. Trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, người cao tuổi Hội An luôn gương mẫu thực hiện, qua đó góp phần thu hút sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hôm nay ngày ra quân của toàn thành phố để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mình là cựu chiến binh, vừa là hội người cao tuổi, tôi tham gia để xây dựng cái nhà hội cho cái sân này cho con cháu nó noi gương theo nó làm để xây dựng nông thôn xanh sạch đẹp theo nguyện vọng của Bác Hồ, cho nên cái việc gì mình cũng làm. Lâu nay Hội An luôn phát huy tốt vai trò của người cao tuổi trong việc bảo vệ giữ gìn biên giới biển đảo Cù Lao Chàm và cả những nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian, trao truyền kinh nghiệm cho con cháu, vừa tạo sản phẩm du lịch nâng cao đời sống kinh tế, vừa tránh nguy cơ mai một nghề truyền thống cũng như các giá trị văn hóa phi vật thể, lễ hội, lễ giỗ tổ nghề. Mới đây, khi thành phố Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu, các nghề, làng nghề và nghệ thuật dân gian truyền thống của địa phương đã trở thành lĩnh vực được chọn để xây dựng hồ sơ. Kết quả đó có phần đóng góp rất lớn của người cao tuổi khi họ được phát huy và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thể hiện tài hoa, kinh nghiệm trao truyền lửa nghề cho con cháu. Của làng nghề, cái nghề mình là thật sự ra là nó mai một. Giờ cái lớp kế tục nó thông thường là nó công nghệ thông tin nó phát triển lên cho nên nó muốn là đua bơi ra ngoài rất ít đó. Mình nghĩ nó trở lại mình là con của gia đình cho nên mình mong muốn là giữ lại cái gì đó, gọi là truyền thống. Với chủ trương xây dựng Hội An thành phố sinh thái văn hóa du lịch đúng với nghị quyết 31 của tỉnh ủy Quảng Nam, thời gian qua, Hội An đặc biệt phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, tập họ văn hóa, thôn khối phố văn hóa. Nhờ vậy, ở Hội An, người cao tuổi tích cực tham gia làm cộng tác viên bảo tồn di sản, tham gia vào hội đồng gia tộc, các câu lạc bộ, các tổ đội cộng đồng tự quản. Mười mấy ngàn cụ cao tuổi hiện nay thì chúng ta không thể nào mà có thể một lúc hay là một cấp mà tổ chức các cái hoạt động hay là các cái chương trình chăm sóc nó để vui, mà bắt đầu từ cơ sở, từ từng địa bàn dân cư chúng ta sẽ tiếp tục, tức là tạo những cái không gian xã hội để cho người cao tuổi có điều kiện giao tiếp nhiều hơn khi bước ra khỏi căn nhà của mình. Thì hiện nay thành phố đã và đang xây dựng 170 cái không gian công cộng ở rải khắp các địa bàn dân cư, thì đây cũng là một điều kiện để các cụ có cái môi trường giao tiếp xã hội. Và định hướng sẽ cố gắng để thành lập nên một cái trung tâm dưỡng lão để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Hiện nay, Hội An đang triển khai các nhiệm vụ lớn về công tác người cao tuổi, tập trung là tháng hành động vì người cao tuổi hàng năm và xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, duy trì và mở rộng thực hiện dự án đưa người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Qua đó, tiếp tục thực hiện công tác xây dựng tổ chức hội, chăm sóc sức khỏe, vật chất tinh thần, phát huy tốt vai trò người cao tuổi, góp phần xây dựng thành công thành phố sinh thái văn hóa du lịch đúng với chủ trương của thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình thành phố Hội An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.